Ốc Thanh Vân đón Tết đầu tiên tại Australia. Diễn viên Ốc Thanh Vân quay quần ăn Tết bên đại gia đình ở Melbourne sau 2 tháng đưa con sang Australia du học. Ốc Thanh Vân khai xuân trong chiếc áo dài đỏ rực. Cô khoe nhan sắc bên cành mai vàng, chúc Tết người thân và đọc thơ tặng khán giả. Dịp này, cô cùng các con sum về bên đại gia đình tại Melbourne, trong khi ông xã Trí Rùa ở Việt Nam. Cola được nhận xét có ngoại hình như bản sao của mẹ. Cô bé giỏi ngoại ngữ nhờ học trường quốc tế từ nhỏ và có khiếu yoga. Ốc Thanh Vân từng cho biết Cola ngoan hiền, tình cảm, có thể chia sẻ với mẹ sở thích tập luyện và thời trang. Đàn con của Ốc Thanh Vân, gồm Coca 12 tuổi, Cola 10 tuổi và Cacao 8 tuổi, quay quần chúc Tết người thân. 2 tháng trước, cô đưa các con qua Australia để tìm hiểu việc học, nhân tiện ở lại đón năm mới cùng gia đình. Bà Khương, cú em lâu năm của nhà nữ MC, cũng theo sang Melbourne để giúp mẹ con cô ổn định cuộc sống mới. Đại gia đình đông đúc của diễn viên Ốc Thanh Vân hưởng không khí sum họp trong ngày đầu xuân khi đón Tết xa xứ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.